Kính chào khán giả trở lại với chương trình hội thoại đặc biệt trong phòng studio. Bây giờ bác sĩ Hoàng Kim Thạch. Vâng, kính chào luật sư Thẩm Tùng Hoàng và xin được kính chào tất cả quý khán giả của đài SCN 51.3. Theo thông biết, bác sĩ Hoàng Kim Thạch là một trong những người chính trong ban tổ chức của một cái buổi gây quỹ. Mời bác sĩ Kim Thành nói thêm về đó. Cảm ơn luật sư Thẩm Tùng Hoàng. Chúng tôi thì là một trong năm thành viên của nhóm thân hữu của hội VAF đứng ra để gọi là can đảm đứng ra tổ chức cái buổi tiệc gây quỹ để nhằm mục đích trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Vâng, thì chúng tôi muốn góp một bàn tay trong cái công cuộc gây quỹ này để chúng ta có một cái số tiền để trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Thưa luật sư Thẩm Tùng Hoàng, cái ý mà bắt đầu làm cái buổi gây quỹ này đó bao lâu rồi ạ? Vâng, thật sự thì cái ý mà nói ra thì chắc không ai tin, là ngay cả luật sư Thẩm Tùng Hoàng cũng không biết có tin nổi hay không, là chúng tôi nảy ra cái ý này chỉ có mới cái 4 tuần trở lại mà thôi. Là từ lúc mà ngài đại sứ Hoa Kỳ ông Daniel Crittenden qua Houston để có một cái buổi gọi là Houston Forum mà do ông Nguyễn Đạt Thành là chủ tịch điều hành của hội VAF tổ chức tại vào ngày 5 tháng 5 tại thành phố Houston của chúng ta. Thì chuyến đi qua Houston của ông ngài đại sứ Hoa Kỳ, ông có tuyên bố là ông đã hoàn toàn ủng hộ cái việc làm của hội VAF trong công cuộc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Thì ông Nguyễn Đạt Thành là người mà chủ tịch điều hành. Thật sự thì nói cho đúng thì ông Nguyễn Đạt Thành cũng không có muốn đứng ra tổ chức để mà gây quỹ, một cái tiệc gây quỹ. Mặc dù ông rất mong muốn có một cái số tiền lớn để mà trùng tu khoảng 3.000 đến 3.500 ngôi mộ còn ở tại Biên Hòa. Mà bây giờ nó vẫn còn rất là gọi là những cái ngôi mộ đó nó rất là phải nói là điều tàn sau những năm tháng mà luật sư Thẩm Tùng Hoàng biết là cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa nó đã được xây thành lập ra từ năm 1965 đến bây giờ là đã hơn gọi là 50 mấy năm rồi, 53 năm rồi. Thì thiết nghĩ là trong đó là bây giờ là cây cối nó mọc tùm lum và những ngôi mộ, vì nghĩa trang Biên Hòa nó nằm trên một ngọn đồi thì ngôi mộ mà xi măng những cái mộ đó nó bị không còn cái gọi là xi măng nó không còn nữa thì nó bị tức sau một cái trận mưa lớn thì nó có thể trôi dạt, bởi vì đó chỉ còn những cái nấm mộ thì đúng hơn là những cái ngôi mộ khang trang. Thì chúng tôi khi mà tham dự cái forum được ông Nguyễn Đạt Thành mời đến giữa cái Houston Forum, có ngài đại sứ đó ở đó, thì sau đó thì ông đã ủng hộ, thì chúng tôi nảy ra một cái ý là làm thế nào để chúng ta có một cái số tiền lớn, vì mỗi ngôi mộ trùng tu sẽ mất khoảng phải $60, thì khoảng là 3.000 ngôi mộ hoặc là 3.500 ngôi mộ còn cần phải tu bổ lại, thì luật sư Thom cũng biết thì chắc cũng cần một số tiền cũng khá lớn. Thì chúng tôi anh em chúng tôi thì như anh Phạm Khanh, cư sĩ Trần Hiến và cô Julie Weibon cũng đứng ra để tổ chức, mạnh dạn đứng ra tổ chức này, cái tiệc này. Và chỉ có mới, để trả lời câu hỏi của luật sư Thom Tùng Hoàng, là chỉ có mới 4 tuần trở lại đây thôi, nhưng mà có lẽ là vì tất cả mọi người một tay, chúng tôi rất là đó là phải nói là ngày đêm để mà bỏ công bỏ sức để mà tổ chức cái này, để mong rằng nó được thành công. Mong quý vị đồng hương, nếu biết về cái chương trình này thì xin quý vị đồng hương ủng hộ đến tham dự chương trình, một bằng cách là đến tham dự chương trình mua vé đến ủng hộ, hoặc nếu quý vị ở xa hoặc là vì một lý do nào đó không có tiền đến để ủng hộ tại Kim Sơn Ballroom ngày 30 tháng 6 tới đây, thì xin quý vị cũng nếu quý vị có gọi là hảo tâm đóng góp thì xin quý vị cũng có thể gửi check hoặc là ghé Vita Đẹp ở khu Hồng Kông Mall ở trên đường Bel Air để ủng hộ cho công việc làm của chúng tôi trong nhằm mục đích để trùng tu cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Trước khi tiếp tục nói về chi tiết á, cho Tom switch gear, tức là đổi số một tí. Dạ. Cá nhân bác sĩ Hoàng Kim Thành, Thông thấy MC rất nhiều, bận rộn, gia đình,
có bà xã, mấy đứa con, một đứa cũng học mới ra high school, tốn nhiều thời gian. Lý do gì, lực gì mà mang tới, mà chọn để bao nhiêu thời gian ủng hộ chương trình? Vâng, thì cũng giống như những anh em trong nhóm và thân hữu của chúng tôi, nhóm thân hữu VAS, thì chúng tôi thiết nghĩ là chúng ta có được ngày hôm nay ở xứ tự do này và ở bên kia, ở tại Việt Nam bây giờ, là cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa, một thời lừng lẫy, một thời rất là có những ngôi mộ rất là nghiêm trang của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nằm dưới lòng đất mẹ ở đó. Và bây giờ chúng ta có một cái câu mà quý vị thường nghe nói, đó là sống nhà thác mồ, sống nhà chết thì có mồ. Nhưng mà vì cái đó mà chúng tôi, mặc dù thì như luật sư Thom nói cũng rất là bận rộn công việc hàng ngày, nhưng chúng tôi thiết nghĩ là đây là một cái việc làm đầy ý nghĩa, có tính cách thiêng liêng nhưng mà rất là nhân đạo. Thì chúng tôi là những người được may mắn qua đến đây có một cuộc sống phải nói là thật yên ổn và bình an. Thì chúng tôi thiết nghĩ những chiến sĩ, những tử sĩ đã nằm xuống cho chúng ta có một cuộc sống ngày hôm nay, thì việc làm mà chúng tôi đang làm ở đây thì không có so với những gì các anh chiến sĩ đã hy sinh và đã nằm xuống ở lòng đất mẹ, dưới lòng đất mẹ. Thì chúng tôi nghĩ là nên làm những việc này, là những việc chúng ta nên làm, một việc làm rất đầy ý nghĩa, đầy tính cách nhân đạo. Đó là lý do tại sao mà nó thúc giục chúng tôi góp một bàn tay vào chương trình này, chương trình gây quỹ sắp đến. Cái ngày của cái buổi gây quỹ, mua vé như thế nào và chương trình nó sẽ xảy ra làm sao? Mời bác sĩ. Vâng, thưa luật sư Thom Tùng Hoàng, là cái ngày chính thức gây quỹ tại Kim Sơn Ballroom trên đường Bê Lê sẽ được tổ chức khai mạc vào lúc 7 giờ ngày 30 tháng 6, thứ bảy này, thưa quý vị, thưa luật sư Thom. 30 tháng 6 ngày thứ bảy tại Kim Sơn Ballroom. Chúng tôi cũng, nếu quý vị nào đã mua vé rồi thì chúng tôi cũng khuyên là quý vị nên đến sớm, vì 7 giờ là chúng tôi bắt đầu khai mạc chương trình. Thì xin quý vị đến sớm chút xíu, 15, 20 phút hoặc 30 phút, để sớm để có thể chiêm ngưỡng, nhìn lại những cái tấm hình, những cái hình ảnh về nghĩa trang Biên Hòa ngày xưa, nghĩa trang quân đội Biên Hòa ngày xưa, và những hình ảnh của ông Nguyễn Đạt Thành cùng một nhóm trong cái hội VAF đã gọi là đi từ nơi này đến nơi khác, từ Nam ra Bắc, đặc biệt là ở ngoài Bắc gọi là Hoàng Liên Sơn, để ông bốc những cái hài cốt, những là môi mộ những người tù cải tạo đã không may đã bỏ mình trong lúc mà học tập cải tạo ở ngoài Bắc, ngoài Hoàng Liên Sơn. Thì đó, quý vị sẽ thấy được những cái hình ảnh đó sẽ được trang bày trong cái hallway ở cái Kim Sơn Ballroom trước khi quý vị đi vào cái gọi là cái khán phòng. Thì xin quý vị đến đúng giờ, đó là cái mục đích chúng tôi muốn khuyên quý vị đến đúng giờ, hoặc là đến sớm một chút xíu để chúng ta có nhiều thời giờ để lấy chỗ ngồi cho nó tốt. Và vé như luật sư Thom Đình Hoàng nói thì chúng tôi, cái căn phòng đó nó chỉ chứa được, cái ballroom chỉ chứa, chúng tôi chỉ lấy nửa thôi, là chỉ chứa khoảng được 450 người khách. Và theo đến bây giờ thì chúng tôi đã có một cái con số gọi là cũng khá chính xác, đó là chúng tôi đã được bán được 21 bàn VIP rồi. Và nếu mà nói về cái bàn mà regular đó, bàn mà giá đồng hàng đó, 35 đồng một vé, mà mỗi bàn là $350 đó, thì hầu hết là chúng tôi đã bán gần sạch hết vé rồi, không còn nữa. Chúng tôi e rằng mà nếu mà bán thêm nữa thì chắc là quý vị sẽ không có chỗ ngồi, cái vé thường đó. Còn chúng tôi còn một số rất ít cái vé VIP đó, vé VIP. Nếu quý vị mà muốn lấy vé để tham dự cái chương trình vào đêm thứ bảy 30 tháng 6 tới đây thì xin quý vị ghé ở tiệm Vai Ta Đẹp
Một lần nữa là tiệm Vita Đẹp nằm ở trong Hồng Kông Mall ở trên đường Bê Lê. Thì đó là những, chúng tôi còn một rất ít một số vé mà chúng tôi giữ để có thể có một số khách họ gọi vào cho liên lạc thẳng với chúng tôi. Nhưng mà xin cũng nhắc với cho quý vị biết và cũng mừng là cái vé mà 350 một bàn đó, hoặc là 35 đồng một vé thì không còn bao nhiêu nữa, chỉ còn độ 1-2 chục vé đó, 10 hoặc 20 vé trở lại mà thôi. Còn cái chúng tôi cũng còn một số bàn VIP giá từ 100 đồng trở lên. Nếu muốn ủng hộ có phải bắt buộc tới ngày 30 tháng 6 để tới cái buổi tiệc đó hay là ủng hộ không? Không, thưa luật sư Thơm, câu hỏi rất là lý thú và rất là hay. Nếu quý vị ủng hộ thì không có cần phải ngày đó, đợi ngày đó mới đến tại Kim Sơn Ballroom ngày 30 tháng 6 tới đây, ngày thứ bảy tới đây. Nếu quý vị có lòng hảo tâm, mở rộng tấm lòng đóng góp thì quý vị có 2-3 cách. Thì có quý vị có thể gọi trong 5 anh em của chúng tôi để mà gọi là gửi về, gửi check, nhưng mà bằng cách nhanh nhất mà chúng tôi xin mong muốn được nhận được tấm check đó sớm hơn cái giờ mà gọi là trước khi chúng ta bắt đầu cái tiệc, để chúng tôi tiện việc có một cái để vào sổ sách, và sẵn dịp thì chúng tôi sẽ cũng xin được xướng danh những người đã ủng hộ, những mạnh thường quân đã ủng hộ, dù 1 đồng 2 đồng quý vị ủng hộ chúng tôi cũng cố gắng để mà xướng danh quý vị đã ủng hộ với tấm lòng, là mỗi ngôi mộ là $60. Thì quý vị không có cần phải lái xe mà tới ngày đó mới đến Kim Sơn Ballroom để mà đưa tấm check hoặc là ủng hộ bằng cách này bằng cách khác. Nếu quý vị có thời giờ thì xin kính mời quý vị đến Vita Đẹp ở một lần nữa là ở trong chợ Hồng Kông, trong khu Hồng Kông Mall, có thể đến đó để gửi một cái tấm check trùng tu một ngôi mộ 60 đồng hay là 120 đồng hai ngôi mộ, hoặc là tùy lòng hảo tâm của quý vị. Đây là một việc làm từ thiện thì tùy lòng hảo tâm của quý vị đóng góp bao nhiêu, chúng tôi cũng rất chân thành cảm ơn và quý mến, cảm kích được cái tấm lòng rộng lượng của quý vị để nhằm mục đích gây quỹ càng được nhiều càng tốt, để chúng ta có một cái số tiền để trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Đó mà chúng tôi muốn nói cho, để trả lời cái câu hỏi của luật sư Thông Tổng Hoàng, là quý vị có thể gửi check về, hoặc là có thể nếu mà nhanh nữa nhất là đến ghé đến Vita Đẹp để đưa những tấm check đó, gửi tấm check đó để. Và hình như chúng tôi được biết là ở Vita Đẹp, nếu quý vị mà gửi một tấm check ít nhiều gì thì chúng tôi cũng rất cảm ơn. Nhưng mà ngược lại, Vita Đẹp, chủ nhân Vita Đẹp có thông báo cho chúng tôi biết là Vita Đẹp sẽ sẵn sàng gửi biếu tặng cho quý vị một món quà trị giá hình như là $50. Đó. 7 giờ chương trình bắt đầu. Mời những khách tới khoảng cỡ 6 giờ rưỡi, 6 giờ đâu đó phải không ạ? Nếu như vậy thì rất là tuyệt vời. 6 giờ 6 rưỡi chúng tôi sẵn sàng, đã chúng tôi những anh em trong ban tổ chức, những thiện nguyện viên, những ban tiếp tân đã có mặt ở đó vào 5 giờ rồi thưa quý vị. Cho nên quý vị có thể tới vào lúc 6 giờ rưỡi, chúng tôi sẽ mời quý vị thông thả bước vào hội trường, vào trong ballroom, trong Kim Sơn Ballroom lấy chỗ ngồi, và hoặc là quý vị có thể ra ngoài hallway để xem lại những cái hình ảnh, những hình ảnh cũ và mới, những hình ảnh xưa và những hình ảnh hiện được cập nhật ngay bây giờ về cái nghĩa trang Biên Hòa, những ngôi mộ, những cái ngôi nấm mộ còn hoang vu, hoặc là những ngôi mộ đã được trùng tu. Bởi vì trong cái nghĩa trang Biên Hòa có đến 16 theo cái gọi là theo tài liệu thì có khoảng 16.000 đến 18.000 ngôi mộ ở đó. Đó, cho nên quý vị sẽ thấy được một số hình ảnh như vậy. Và trong cái lúc mà tiệc gây quỹ thì quý vị sẽ có một cơ hội nhìn lên màn hình, sẽ thấy được những cái hình ảnh đó, những hình ảnh thật. Chương trình, mời bác sĩ Thành nói thêm về chương trình tối hôm đó có gì hấp dẫn. Vâng, chương trình thì dĩ nhiên là cái chương trình gây quỹ này bắt đầu từ 7 giờ thì sẽ có phần là cái buổi tiệc này thì nói cho quý vị biết là có dạ tiệc luôn. À, quý vị không đừng, nếu quý vị đến tham dự thì xin quý vị đến đó dùng cơm chiều luôn, chứ không phải là phải ăn no ở nhà rồi bắt đầu mới là tới. Và chúng tôi cố gắng làm theo đúng giờ, bởi vì chương trình cũng rất phong phú, rất là có nhiều cái
tiết mục rất là ngoạn mục. Đương nhiên, dĩ nhiên là bắt đầu là phần chào cờ, phút mặc niệm, và sau đó là bắt đầu có những tiết mục văn nghệ xen kẽ vào cái trong chương trình gây quỹ tối hôm đó. Thì ca sĩ sẽ có một thành phần ca sĩ cũng rất hay, những ca sĩ của trung tâm Asia. Chúng tôi mời hai ca sĩ là ca sĩ Xuân Phú và ca sĩ Trúc My đến từ trung tâm Asia, và có một số ca sĩ tại địa phương, và đặc biệt có nhóm anh Thư Thiện Nguyệt sẽ giúp chúng tôi trong cái phần tiếp tân, cũng giống như là góp một vài tiết mục trong phần văn nghệ giúp chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Thư Thiện Nguyệt đã bỏ nhiều thời giờ giúp chúng tôi trong công việc này, góp một bàn tay giúp cho chúng tôi trong cái việc tổ chức cái tiệc gây quỹ để trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Thì ngoài cái chương trình văn nghệ đây là một cái tiệc gây quỹ, cho nên có những cái tiết mục gây quỹ rất là ngoạn mục. Và chúng tôi cũng xin được bật mí một chút xíu là trong cái phần trong cái phần mà đấu giá đó, sẽ có một cái hồi nãy chị Julie chị nói là có một cái ảnh, đúng rồi, có một cái bức tranh. Bức tranh này được vẽ bằng sơn dầu, vẽ lại cái hình ảnh mang tên Thương Tiếc của một người hạ sĩ quan tên là Vũ Văn Hai. Người đó được một cái nhà điêu khắc gia dùng hình ảnh của ông của ông hạ sĩ Vũ Văn Hai để tạc cái tượng đó. Cái tượng đó ngày xưa là có cái tên là Thương Tiếc, được đặt ngay trước cái cổng Tam Quan, trước khi vào nghĩa trang, nằm cạnh xa lộ Biên Hòa. Thì đó, cái bức tượng thật là bức tranh Thương Tiếc đó sẽ được đấu giá vào tối hôm thứ Bảy. Và một cái đặc biệt nữa là một cái lá cờ Hoa Kỳ mang đầy tính cách lịch sử, rất ý nghĩa và đầy tính cách lịch sử. Tại sao? Khi tôi nói về tính cách lịch sử ở đây thì xin cũng bật mí cho quý vị biết, đây là một cái lá cờ Hoa Kỳ. Đây, lá cờ này đã được tung bay trên bầu trời của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam trong cái ngày Memorial Day vừa qua, tháng 5 vừa qua, 2018. Sao biết được là Memorial cái đó? Memorial Day, cái ngày và gọi là chiến sĩ Trần Vông đó, thưa. Mà làm sao biết được là chắc chắn cái đó nó bay trên? Chắc chắn là chúng tôi nói là kèm theo cái lá cờ đó sẽ có một cái Certificate of Authenticity. Đây là một cái certificate được ba chữ ký, ba nhân vật rất quan trọng của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Thứ nhất là chữ ký của ông ngài đại sứ Hoa Kỳ, ông Daniel Christian Brink. Thứ nhì là chữ ký của ông vị tùy viên quốc phòng sĩ quan cao cấp đại tá lục quân Hoa Kỳ, đại tá Tôn Thất Tuấn. Chữ ký thứ ba là chữ ký để chứng ký vào cái certificate đó là chữ ký của một vị chỉ huy trưởng đặc trách về an ninh cho tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Special Agent Alan Chipman. Và trong cái ngày mà gây quỹ, trong cái phần đấu giá đó, chúng tôi sẽ nói rõ ràng hơn trước khi mời quý vị đấu giá bức tranh hoặc là cái lá cờ thiêng liêng, lá cờ Hoa Kỳ được tung bay, đã tung bay trên bầu trời tại tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam. Đó. Có dinner, có nhạc, có những ca sĩ nổi tiếng, đúng, có bác sĩ Hoàng Kim Thành, có đấu giá. Ngoài ra đó, mình có những chương trình gì nữa không ạ? Đó là những cái gọi là những cái chính của trong chương trình. Thì ban tiếp tân là sẵn sàng. Có một cái chúng tôi đã chuẩn bị có một cái gọi là cái mail, không biết là cái pin đó, để rất đẹp. Có trên cái pin đó là cái tấm hình của nghĩa trang quân đội Biên Hòa, mà đặc biệt là tấm hình cái hình của cái của bức tượng Thương Tiếc mà chúng tôi vừa nói đó, đó là cái hình của hạ sĩ Vũ Văn Hai, người là cái bức tượng Thương Tiếc. Thì
chúng tôi sẽ gửi tặng đến quý vị có cái pin đó để quý vị làm như một món quà kỷ niệm trong ngày quý vị đến dự tiệc gây quỹ. Vâng. Dạ vâng. Trước khi chấm dứt chương trình, mời bác sĩ Hoàng Kim Thành nói cho phép chúng tôi được nói chút xíu nữa là chúng tôi quên là có người gọi vào cho chúng tôi. Có người thì gọi vào để đóng góp, xin biết địa chỉ để đóng góp. Chúng tôi thật ra trong 2-3 tuần qua thì cái này cũng là vui buồn lẫn lộn, cho nên chúng xin được mượn một vài phút luật sư Thom cho phép chúng tôi được nói là nhận những cái tấm check, cái bao thư ở ngoài cũng rất là từ các nơi, không phải ở riêng ở Houston mà từ các nơi, cũng những thành phố lân cận cũng xa lắm, chung quanh Houston hoặc là những cái thành phố mà chúng tôi chưa có, không có phải ở trong Houston, thì đã gửi tới cho chúng tôi những tấm check, và trong đó có những cái lời lẽ mà có lẽ là quý vị trong ban tổ chức cũng đã nhận được tương tự như chúng tôi, thì cũng nói là chúng tôi cảm kích những cái việc làm của các anh trong ban tổ chức. Chúng tôi không tiện lái xe đến Houston để gọi là đến Kim Sơn để trong ngày đó, vì tuổi già sức yếu hoặc là vì lý do này vì lý do khác họ không đến được, thì họ đã gửi những tấm check. Có người xin được trùng tu một ngôi mộ, xin được trùng tu ba ngôi mộ, hai ngôi mộ, có, chúng tôi nhận hết, là xin được một lần nữa sẵn đây chúng tôi cũng rất cảm ơn, rất cảm kích và cảm ơn, chân thành cảm ơn những sự đóng góp của mỗi quý vị đã gửi đến cho chúng tôi. Và ngày hôm đó chúng tôi sẽ có dịp, có nhiều thời giờ hơn để có dịp để xướng danh. Cảm ơn từng quý vị đã đóng góp trong chương trình gây quỹ, cũng như quý vị đã gửi check đến cho chúng, cho ban tổ chức chúng tôi để vào trong cái việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Mong mỏi quý vị, chúng tôi kỳ vọng mong mỏi quý vị gọi vào để tùy lòng hảo tâm của quý vị để đóng góp vào chương trình này, mỗi người một bàn tay đóng góp cho công cuộc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Xin một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Kim Thành. Cảm ơn tất cả khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp trong những chương trình tới, và hy vọng sẽ gặp tối thứ Bảy.